có một anh chàng mới mua được con chó ngao Tây Tạng to lớn. Đây là giống chó trung thành và được mệnh danh là đánh thắng cả sư tử. Vì vậy, anh ta rất tự hào về sức mạnh của nó. Một hôm, khi đang dắt thú cưng đi dạo, anh ta nhìn thấy một ông lão hói đầu. Bên cạnh là một con chó già trụi lông xấu xí. Vừa tới gần, con ngao Tạng như phát hiện ra điều gì, hướng về con chó già sủa ầm ĩ. Anh chàng cảm thấy khó chịu trước bộ đôi rách dưới ấy. Anh hướng về phía ông lão và bảo: "Ông lão này, con chó của ông lớn thế kia, hay là thử để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem. Nếu chó của ông thua, ông chỉ cần đưa tôi $500. Còn nếu con chó của tôi thua